các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, hiện giờ mình đang có mặt ở trong hẻm 1005 Trần Xuân Soạn. Mình tới đây mình thấy một cái quán bán về hải sản, cua, ghẹ, ốc, tôm, các thứ đó các bạn. Mình nhìn thấy rất là hấp dẫn và rất là nhiều. Nó cũng rất là nhộn nhịp. Cho nên mình sẽ quay cho các bạn xem. Cái hẻm 1005 Trần Xuân Soạn là cái hẻm mà đi vô cái bánh tráng trộn của Diva Cát Thi các bạn. Nếu mà các bạn đi từ ngoài đường Trần Xuân Soạn vào thì gần ở chỗ cầu Rạch Ông đó các bạn, có cái hẻm số 1005 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thì các bạn cứ việc quẹo vô và các bạn đi thẳng qua một cái cầu đúc, đi xuống một chút xíu thì tới cái tiệm hải sản này đó các bạn. Còn nếu các bạn qua từ ở ngoài vô mà qua hai cầu đúc thì sẽ tới cái khu đất chỗ anh Hồ á, chỗ mà Diva Cát Thi bán bánh tráng trộn đó các bạn. Còn cái tiệm hải sản này mình nhận thấy là đối diện ở số nhà 1041/62/23 phường Tân Hưng, quận 7 đó các bạn. Đó là cũng là một cái nhà bán về cơm gà xới mỡ các bạn ha. Ấn tượng của mình khi đến cái quán hải sản này, mình thấy những con tôm hùm mà rất là ngon nha các bạn, nhìn rất là hấp dẫn, và rất nhiều những con cua nè, tùy loại lớn nhỏ xếp hàng dài chờ được ăn nha. Đó các bạn thấy không, cua rất nhiều đó, và cua và các loại ốc cho các bạn. Này, ốc móng tay mình lột sẵn rồi á. Này, ốc móng tay phải không con? Đây có cả bạch tuộc nướng nữa các bạn, ốp sa tế nha các bạn, rất là nhiều luôn, rất ngon. Những càng cua rất là to nè. Rồi đẹp các bạn. Hào, nhiều ốc bông, ốc hương nữa các bạn, đủ loại ốc hết. Ốc này ốc dừa, ốc cà na, sò huyết, sò lông, ốc bù, ốc giác nha các bạn. Này ốc tỏi nha, tỏi bự quá nè. Tỏi bự quá nè. Quán này có tên là quán ông cua nha các bạn. Các bạn có cả số điện thoại là 033-291-3295 nha các bạn. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại. Bán rất là nhiều hải sản. Bạn số Mỹ đây. Thường những con tôm hùm này mình chế biến những món gì vậy chị? Có xào bơ tỏi với lại nướng phô mai. Xào bơ tỏi, nướng phô mai. Còn cua nhiều quá nè. Cua mình làm gì chị? Cũng xào bơ tỏi, phô mai, me, rồi hoàng yes. Kim. Súp me hoàng kim. Hoàng kim là trứng muối phải không chị? Đúng rồi. Rồi rất là nhiều những cái loại ốc nè. Những càng cua này mình làm những cái gì ngon chị? Rang muối, xào tỏi, xào me, bơ tỏi, đủ thứ xào đó. Anh muốn cho xào được. Có như là mình muốn rất là nhiều, rất là nhiều món, nhiều cách để mà chế biến ốc cũng vậy. Chị có thể nói giá sơ về cái giá tôm hùm này là sao? Giá tôm hùm là hôm nay còn có loại 250. 250. Có bữa loại 400. Tính ký hả chị? Một con đó. Một con hả? Có loại 150. Rồi cái đó là mình tính luôn cái chế biến luôn. Chế biến luôn. Cái giá đó là giá chế biến luôn. Cua cũng vậy ha. Cua bao nhiêu một ký vậy chị? Bán con luôn anh. Cua như một con. Cái này 250 ba con nè. 100 một con nè, 150 nè, 200 ba con. 150 ba con, 100 ba con. Đủ giá đó. Một cái càng cua chị? Càng một phần á, một là một phần vậy 122 lạng. 122 lạng. Còn cái mực nướng này là sao chị? 100 một con. Bạch tuộc. 100 một con. Ốc này mình chế biến là xào rau muống. Phải không chị? Đúng rồi, xào bơ tỏi, xào gì cũng được. Những cái sốt này là sốt gì chị? Đây là... Cái đó là cái sốt nước mắm. Còn đây me. Me. Còn đây là... Thì cua này mình làm món gì vậy chú? Cua chú đang rang muối ha. Cho bỏ ít gia vị vào. Rồi chú xào lên. Hấp dẫn nha. Cái này là mấy con trong đây vậy? Cái đó 3 con anh. 200 á. 3 con là 200. Ủa anh nói kinh nào anh? Đó 4 mùa ẩm thực. 4 mùa hả? 4 mùa ẩm thực. Cái này nó được
Đây mấy con ốc tỏi nè, hấp dẫn là ốc tỏi là thuộc chế món gì chị? Nướng 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 tiêu xanh với lại nướng mỡ hành. Với ớt tiêu xanh mỡ hành. Cái món ốc bu này mà cái ốc bu nướng tiêu là ngon lắm. Đúng rồi, ốc bu nướng tiêu với bạn sò lòng. Đó bạn 25 luôn á. À, chị ơi, mình hỏi là quán này mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 4 giờ tới 11 giờ. Chiều hả chị? À, từ 4 giờ chiều tới 11 giờ khuya nha các bạn. À, trong một tháng chị có nghỉ ngày nào không chị? Không. Ngày chay có nghỉ không? Không. Có nghĩa là ngày ăn chay cũng không nghỉ, chị bán suốt. À, ở đây chị bán được bao nhiêu năm mà chị? Bán trước bán là Bùi Điện á. À. Xong rồi dịch mới chạy vô đây. Vô đây bán được bao năm? Mấy tháng à? Bán Bùi Điện bao lâu? Nhưng ngày này là 3 đầu đó. Mười mấy 20 năm rồi. Có nghĩa là cho là chị đã bán được 20 năm rồi. Ừ, rồi. À. Mấy đời? 3 đời đó. 3 đời. Rồi bán dữ ha. Bán Bùi Điện chỗ Tây Ba Lô hả chị? Đúng rồi. Vậy là ngon rồi. Nhưng mà giờ dịch đâu có từ lúc dịch phải chạy vô đây. Ở đây là nhà mình hay là sao chị? Mướn luôn. À, những cái lần thấy mà lúc mà các thi bán bánh tráng được á, ở đây đi ngang đây người ta cũng ghé vô ăn nhiều lắm. Khách thì ngồi bên đó hả chị? Dạ đúng rồi, ngồi dưới đó luôn. Dưới đó hủ tiếu à? Đây là quán ông cua cho các bạn, khách có thể ngồi ở đây và các bạn nhìn thấy rõ hai cái số điện thoại để liên lạc ha. Đây quán. Và xa xa là những cái hàng ghế xanh xanh là mình có thể ngồi ăn ở hướng đó luôn các bạn. Một chút nữa thì khách sẽ đông. Đây là món cua rang me nha các bạn. Tiền xào qua tỏi trước rất là thơm các bạn ơi, rất là thèm ăn luôn nha. Cái mùi tỏi nó bốc lên rất thơm. Đây là cái nước me nha các bạn. Đây, nước me nó sôi lên. Thấy mùi thơm của cái nước me, cái tỏi bốc lên các bạn, và cái mùi sa tế. Cua rang me mà chấm với bánh mì thưởng thức. Đây cái món cua rang me nha các bạn. Đây ra dĩa. Đây càng cua mình làm gì á? À, đây là món càng cua xào bơ tỏi cho các bạn. Mình đập dập càng để cho gia vị nó thấm vào các bạn, ăn sẽ ngon. Xào bơ tỏi cho các bạn. Đó, cho cái bơ margarine vô. Rất là thơm các bạn. Mùi bơ margarine và cái mùi tỏi nó xông lên. Quậy một chút xíu thì cái bơ nó sẽ tan ra hết, đã thấm vào cái càng cua nha các bạn. À, mình thấy ở trên bếp than là ba món luôn nha các bạn. À, hàu nướng phô mai thơm quá nè. À, hàu nướng mỡ hành. Và đây là hai con tôm nướng phô mai luôn nha các bạn. Rất là hấp dẫn và bốc cái mùi thơm rất là nhiều. Con này nướng là nhiêu con vậy? Con này là 250. Còn hàu này nướng, hàu nướng loại nhiêu một con? Hàu 40, phô mai, mỡ hành 30. À, mỡ hành 30, phô mai 40. Và cái này là một con 250. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Ở đây là bán đi về nhiều. Rồi ăn nhiều phí ra, người ta không ăn, thấy người ta đi về. Đem về nhiều. Thường mình bán đắt nhất là vào thứ mấy? Thứ 6, thứ 7. Thứ 7 chủ nhật.
tại ba ngày đó người ta nghỉ làm với là con cái ta nghỉ học. Đây có bán bia luôn chị. Người ta cũng ăn người ta nhậu luôn. À, mình gọi một con cua rang me. À, con cua này 100 ngàn nha các bạn. Đây, có hai cái càng đập ra và rang với me. Cái mùi me nó chua, cái mùi tỏi nó xông lên rất là thơm nha các bạn. Yeah. Đây là cái một chén muối và tắc ha. À, tắc mình nặn vô muối. Và cái một ổ bánh mì nha các bạn. Ăn cái món này bốc thì nó sẽ rất dính tay, mình phải có sử dụng một cái khăn. Vì người ta có cắt ra các bạn. Cho nên khi mà rang me thì gia vị tỏi với me nó sẽ thấm vào. Cái nước me nó chua chua. Mình thấy con cua này thịt nó cũng chắc nha các bạn. Thịt chắc, thịt nhiều. Thì con cua này là cua thịt nha các bạn. Nên cái gạch nó không có nhiều. Nếu mà các bạn ăn nhầm con cua gạch, con cua cái thì gạch sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cũng tùy theo ngày á. À, cái nước me này mình có thể chấm bánh mì đó các bạn. Nó chua chua mặn mặn và thơm. À, cái càng cua này người ta đã đập dập đó các bạn. Bây giờ mình chỉ lọc vỏ ra ăn đó. Đập dập thì nó sẽ thấm vào cái thịt cua, cái gia vị, cái nước me. À, ăn cái món này thì nó hơi dính tay tùm lum á. Nhưng mà mình phải ăn để mình review cho các bạn xem. Nướng cũng ngon nha các bạn. Nhưng mà nếu mà mình nướng thì mình ăn review nhìn nó khô khan quá. Càng cua thịt cũng nhiều các bạn. Tách cái vỏ cua ra. Cái càng thịt cũng chắc các bạn. Cái thịt nó nhiều. Đó. Cái thịt chưa? Mình chấm đi miếng muối ớt. Nói chung là cua ngon các bạn, thấy nó chắc á. Cái này thì nó hơi dính tay đó các bạn, cho nên phải sử dụng khăn. Thịt nó cũng ngọt các bạn. Cái càng cuối cùng cảm nhận của mình là khi ăn con cua rang me đó các bạn, thì mình thấy giá cả nó cũng phù hợp và cua nó cũng chắc thịt nha các bạn. Con cua cũng khá là ngon. Ở đây bán rất là nhiều cua tôm ốc và chế biến rất là nhiều món khác nhau, có cả những món nướng nữa nha các bạn. À, các bạn có dịp nào đi ngang khu vực này các bạn ghé ăn để thưởng thức những cái món cua tôm ốc ở đây nha. Có lẽ mình xin tạm thời kết thúc video ở đây. Các bạn xem, các bạn like, chia sẻ, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video sau. Xin tạm biệt các bạn nha, bye bye.